này mọi người, thấy nấm ấy mọi người. Nấm gì đây, nấm độc hay là nấm ăn được mình hết, nhưng mà thấy mọc đầy mọi người này. Đấy, nấm này, củ nấm to đùng này, nấm rớm hay sao. Rồi nữa này, nấm nó đông này. Đấy. Ồ. Nó đông luôn mọi người. Đấy, mấy người có ăn được không? Đây nấm mọi người. Người ta không ăn được. Đây, vườn táo giờ là lá nó vàng hết mọi người. Đấy, mấy mẹ con đang đi mót táo. Mót táo giờ rừng táo. Đẹp không? Đấy, mót táo không mọi người. Táo đang còn lứa thưa ít quả nhưng mà đây, cực ngon đây, táo táo ngọt mọi người. Táo nhỏ nhưng mà ngọt lắm. Đi về đấy à. Táo mùa này lá nó vàng hết này. Họ đang nuôi ống này mọi người. Đấy, mình tiến lại xem mọi người xem nhé. Đấy, đấy ống đây. Đấy, họ còn nuôi ống này, cái ống gì, ống gì không lấy mật đấy. Đấy, họ nuôi ống nha mọi người. Đấy, ống đầy nha. Ống mấy vu vu luôn. Ống gì đấy. Nhiều ống lắm mọi người. Nhưng lại sợ nó cắn đấy. Chưa rồi, ống ấy mọi người. Có cái hệ thống điện họ từ Nam đấy mọi người. Vườn táo đấy, điện đây, điện đây họ từ Nam đấy. Điện gió họ từ Lam nha mọi người. Đấy, họ từ Lam bằng điện điện gió đấy. Họ từ chế đấy. Đấy, nhá, đấy. Họ từ chế điện gió đấy. Nhiều con táo bánh mông này vẫn có điện. Vườn táo này vàng. Rất là đẹp. Đây mọi người. Vàng hết rồi. Vàng hết rồi. Đây quả này, móc gì đây này. Đấy, đấy quả này. Lá quả này, này chưa. Úi giời, cái tím đỏ luôn này. Món gì đây, nhặt về mà làm gì ăn thoải mái, ép nước được.
Hải nè, Hải về mà ấp nước mà ăn nè. Ba. Hả? Con mình có quả to đấy nhỉ? Quả to đấy. Mẹ cũng thấy có quả to đây. Quay trước thì được to mà. Ôi, đây này, trái này mấy quả này. Ngon lắm. Thế này, cái cây này đây này. Đây, đây quả này đây này. Chim nó ăn thôi, cái họ để họ thoát lại để chim chóc nó ăn. Đây cây này đây này, đây quả, quả to luôn. Lấy hai mẹ con vặt tàng bé tàng chưa rồi, chặt bao lâu trước lấy ra hai mẹ con cắm hết quả cắm miếng. Ủa, con gì nó đào đấy, con gì nó đào đất đấy, cái háng ổ như thế này này chứ, đấy. Máu vuông. Con gì nó đào đấy, đào đào đất đấy, con một chuột. Cái máu vuông. Cái máu. Máu. Nó đào đất đấy. Lần này cũng tương đối lâu lắm rồi. Đây, cây này đỏ này, nhiều công minh này, thấy chưa? Có. Này, nhiều này. Nhiều lắm. Quá nhiều, nhiều này. Ngon không? Đây, tỏ cái quả rụng luôn này. Ba, ừ, này. Đỏ nó chắc là ngon đấy. Quá nhiều luôn đấy. Dưới hai quả này cái dưới chân mình mong luôn phải nghiệm đi ra vườn nó hỏng á, nó đập với nhau phải gieo đi cũng gieo ra mà thả đi. Nó xanh vào mà. Vào mà nó xanh vào mà. Điều lớn nè. Nó phê mì mà. Nó phê mì mà. Ừ. Phê mì mà. Escalate. Phê mì mà. Ra đồng thì muốn về rồi đấy. Mày nó từ nó chạy đấy. Xin chào mọi người. Mọi người một ngày vui vẻ.